Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự, chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp 4.0 với chủ đề phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa trong kỷ nguyên số do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Sự diễn đàn tại đầu cầu chính ở thành phố Hà Nội có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, các bộ trưởng, thủ trưởng, các ban bộ ngành Trung ương và nhiều chuyên gia, học giả, doanh nhân trong nước và quốc tế. Cùng dự diễn đàn theo hình thức trực tuyến tại gần 100 điểm cầu có Bí thư tỉnh Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố, đại sứ các nước tại Việt Nam và đại sứ Việt Nam tại các nước, đại diện các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Trước khi tham dự diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương đã tham quan các gian hàng hoạt động triển lãm thực tế ảo về các mô hình, sản phẩm, công nghệ 4.0, kết quả chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực của Việt Nam. Các đại biểu đã nghe báo cáo về khung chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững gắn với chiến lược phòng chống dịch COVID-19, công nghiệp 4.0, xu hướng toàn cầu và bài học cho Việt Nam, đổi mới sáng tạo, chìa khóa phục hồi và phát triển thời kỳ hậu COVID-19, công nghiệp hóa trong kỷ nguyên số và chia sẻ kinh nghiệm thành công của bang Utah trong vấn đề phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, việc thích ứng và phát triển của mỗi quốc gia dưới tác động của đại dịch COVID-19 trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa hiện nay là vấn đề lớn, vừa cấp bách, vừa lâu dài, đặc biệt là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, rà soát kỹ, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình tổng thể phòng chống đại dịch COVID-19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trọng tâm của phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy cả phía cung và phía cầu và đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hai cái chương trình này đang tích cực hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền là xem xét. Quan trọng nhất là hai cái chương trình nó phải gắn chặt với nhau, rồi các cái công cụ thực hiện nó là hai cái chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá phải gắn chặt với nhau, tác động lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, có sự lan tỏa và cái ảnh hưởng tích cực để mà thực hiện các cái chính sách. Và tôi cũng khẳng định luôn, hồi phục hay phát triển thì cái nội lực vẫn là cơ bản, chiến lược, lâu dài có tính chất quyết định. Nhưng mà ngoại lực thì là quan trọng và đột phá. Nội lực là cái gì? Nội lực dựa trên ba trụ cột chính là con người, là thiên nhiên, là văn hóa và truyền thống lịch sử. Đấy là cái trụ cột chính chúng ta vẫn phải dựa vào cái nội lực. Và cái tính tự cường, tự lực của chúng ta, sự đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc. Nhưng mà không thiếu được cái sự giúp đỡ của quốc tế, hỗ trợ quốc tế hay nguồn lực bên ngoài. Cùng với đó là phát huy tối đa nguồn lực con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển, đổi mới tư duy, tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững. Người đứng đầu Chính phủ cũng khẳng định sẽ tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin rằng sau diễn đàn này, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp sẽ nhận diện rõ hơn định hướng phát triển, có những động lực mới để tiếp tục phấn đấu và đạt được những bước tiến mới, trước hết là để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội gắn với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên nền tảng đổi mới tư duy, phương pháp, cách tiếp cận, có những giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số, vận hành, quản trị quốc gia thông minh mang lại giá trị cốt lõi và thực chất.